Yo, hello nha, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel của mình. Mình đây từ đường phố đây mọi người nha. Xin chào anh em game, hãy trở lại chiến với mình nha, từ đường phố đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa vào video cho anh em xem video vẻ của live share, thay đăng kênh nhưng ký phải xem nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày nay chúng ta tiếp tục hành trình săn cốt hốt quả vui chơi sự kiện mới của Lami anh em. Ok, thì Lami mới ra sự kiện trung thu mới rồi, bên đài anh em đã tham gia chưa? Nếu chưa thì cùng mình tham gia thôi nha. Ok, ngoài ra thì lại còn voucher đang nhập nhận quà cực khủng anh em, trị giá 0 kim cương. Đấy, chỉ với 0 kim cương các bạn đổi được quá trời quà luôn, rất là ngon. Nó quá trời chứ, từ sáng giờ mới được có 2 món anh em, sáng tối nữa một món là 3. Ok, đây anh em đăng nhập từ 13 giờ cho đến 17 giờ anh em, các bạn sẽ đổi được 3 phần quà. Trong đó có 2 phần mất kim cương. Đầu tiên là không gớt kim cương, bạn được 10 thùng bia và 15 sò. Mất 1k kim cương anh em được 10 cái bàn quay và 10 năm trái ác quỷ. 2k kim cương các bạn được, cái 2k kim cương này tôi đổi này anh em này, ngon. Đó, 500 đá nâng đồ anh em, ngon. Đổi cái 1 này luôn, thơm non, bỏ luôn. Ok, rồi. Tiếp theo chúng ta đi voucher vui chơi sự kiện mới của Lami nha anh em nha. Ok, thì mình anh em đã cập nhật chưa đây anh em, sự kiện. Đấy, chuỗi sự kiện mừng Tết Trung Thu anh em, làm bánh Trung Thu cực cool các bạn. Ok, mừng Tết Trung Thu, hiện tại Tạc mời các thuyền trưởng cùng nhau làm những chiếc bánh để đón chào Trung Thu anh em. Được rằng năm nay Covid thì các bạn biết rồi, không đi ra ngoài được. Nhưng mà thôi, có sự kiện là ngon rồi anh em. Thời gian sẽ kết thúc vào ngày hôm nay anh em, 21 tháng 9 các bạn, chắc đến tối là hết. Cách thức tham gia đơn giản anh em, thả tim và cảm xúc bên dưới bánh anh em. Đang hai người bạn chơi game cùng thuyền trưởng nha, và làm xong bánh nhận quà thôi nè. Đây anh em, like share các kiểu đây, tính số lượng đây anh em. 4k like, 2k tim, 1k haha, 3k wow. Uầy, căng thế. Phần quà nếu hoàn thành bánh Trung Thu thì chúng ta có 2k kim cương, 3 trái quỷ, 10 thùng bia, 2 dương belly và 2 dương đá FP 72 giờ. Ok, nói chung thì cũng khá là ngon. Đây các bạn, team hay hay này cũng tùy. Anh em thích team thì team, thích haha thì haha xem nào. Ồ, sắp đủ hết rồi đâu nữa. Ok, xem cũng ngon rồi, sắp có bánh rồi anh em. Đây, làm bánh đây anh em. Nami đây, Nami cầm cái bông ạ. Nó sao phải cầm cái bánh nướng thì mới hợp lý đúng anh em. Đây cầm cái kẹo bông các bạn, hơi vô lý đấy nhưng mà thôi cũng rất thuyết phục. Rồi sau đó thì anh em tăng thêm hai người bạn. Rồi, ok, đấy thêm một sự kiện nữa anh em nhá. Vậy là chúng ta đã có hai sự kiện voucher rồi anh em, đăng nhập nhận quà và làm bánh Trung Thu. Ok. Rồi giờ chúng ta còn khung giờ tối nữa anh em. Khung giờ tối thì bắt đầu từ 19 giờ đến 23 giờ. Các bạn nhớ là các khung giờ này chỉ muốn nhận trong khung giờ anh em nhá. Sau khung giờ các bạn mà không đăng nhập vào nhận quà thì những món quà này sẽ hết, nên là anh em tranh thủ vào mà nhận. Đó, bạn nào chưa online thì tranh thủ online đi nha. Ok, tiếp theo anh em chúng ta sẽ đi qua đây, qua bên nào phụ tôi anh em. Qua bên hàng này nhận quà về các bạn, BBQ thì có trong thời gian thôi, anh em không toàn nhận thì là hết quà. Thế nên là không tội gì mà không online để nhận quà anh em nhá. Đây. Đó, khá là ngon. Ok, ngoài ra còn chiến trường Trung Thu nữa, bạn tranh thủ đi này. Tầm này chắc bạn pull hết rồi. Tôi thì chưa các bạn. Xem nào, 10 thùng bia của Lami.
không dài dòng anh em, làm luôn cho nóng. Rồi hai arc đều đi chopper rồi, anh ba nè, Sanji nè, đập lên nào, giờ dồn cho anh ba qua lên 130 chứ nha. Rumba tiếp nào, tiếp nào. Ui, ngang kèo thì thừa sức các bạn, thấy không? Ngang kèo thì thừa sức, không có gì cả. Bay màu để phải xem là bố già tôi mở G2 chưa, cần thiết đổi bố già qua cho anh em tội gì. Ồ, 700 kim cương đôi ra ngon vậy. Ok, tính là bố già mở được mới mở được game 1 à. G2 đấy thì tôi đủ rồi anh em. Form 10 sao này chắc cũng đủ rồi đúng không? Xem nào. Vừa mới chopper ra xem form 10 sao có bao nhiêu form rồi anh em. 5. Ủa sao có 60? Tôi vừa ấy mất 3 form rồi kia anh nhỉ. Cũng hơi toang, thôi kệ anh em, tạm thời thế hôm nay thế thôi anh em. Tạm thời là chắc tạm thời kết thúc này thôi. Hẹn gặp mọi người clip theo nhé, cảm ơn video kênh Tiểu Tử Đường Phố rất nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở clip theo. Bye bye.